Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá ngày hôm nay trên kênh Mùa Bóng Đá. Những thông tin thể thao mới nhất luôn được chúng tôi cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất. Và sau đây là nội dung chi tiết. Cả nước đồng lòng sung sướng nói về Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động cho Nguyễn Thị Oanh, người hâm mộ vỡ òa. Như chúng tôi đã đưa tin từ trước, vào tối ngày 9 tháng 5, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã giành cú đúp vàng ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt qua chướng ngại vật. Thành tích cô gái quê Bắc Giang được xem là kỳ tích không phải là ở thông số thời gian để giành huy chương vàng trong mỗi nội dung, mà nằm ở quãng nghỉ giữa hai nội dung thi đấu. Theo đó, Nguyễn Thị Oanh chỉ có 30 phút để có thể thực hiện hai chuyên đề của mình. Thực tế, thời gian nghỉ giữa hai hiệp xuất phát của Oanh cũng chỉ có 20 phút. Lịch sử điền kinh thế giới vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào. Một trong những điều cần nhấn mạnh là tấm huy chương vàng mà Oanh mang về cho đoàn thể thao Việt Nam được xem là kỳ tích, thuộc ba nội dung và cự ly rất khác nhau. Theo quy định của điền kinh thế giới, việc sắp xếp lịch thi đấu nội dung thường phải phân theo từng cặp có liên quan về chuyên môn, cụ thể 100m, 200m, 800m và 1.500m, 5.000m và 10.000m, còn 3.000m vượt chướng ngại vật được xem là cự ly trung bình dài và được tính riêng là một nội dung. Trên đường dài chạy này, bên cạnh tốc độ và sức bền, các vận động viên phải dùng kỹ thuật để vượt qua thanh chắn, hồ nước, những chướng ngại vật làm cản trở rất nhiều tốc độ. Chính vì vậy, cú đúp huy chương vàng trong 20 phút và cú hat-trick huy chương vàng trong 24 giờ của Nguyễn Thị Oanh phải khiến cho điền kinh thế giới phải ngả mũ. Trước thành tích vô tiền khoáng hậu của vận động viên, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã trao tặng cho cô cơn mưa tiền thưởng. Tuy nhiên, những giải thưởng về vật chất thôi thì chưa đủ. Đề nghị cho đóng góp của Nguyễn Thị Oanh cho đất nước, Tổng cục Thể dục Thể thao đã làm tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình lên cấp quản lý đề xuất huân chương lao động hạng nhì cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh. Chúng tôi đang làm tờ trình lên lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua đó sẽ trình cấp quản lý đề xuất trao huân chương lao động hạng nhì cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh, huân chương lao động hạng ba cho 36 vận động viên và 196 cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Thủ tướng. Ông Đặng Việt Hà, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao kiêm trưởng đoàn Thể thao Việt Nam chia sẻ. Theo kế hoạch ban đầu, Nguyễn Thị Oanh và 36 vận động viên thuộc đoàn Thể thao Việt Nam có thành tích tốt ở SEA Games 32 được đề xuất trao tặng huân chương lao động hạng ba. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại quá trình cống hiến của Nguyễn Thị Oanh cho ngành thể thao, thì ngành đã quyết định đề xuất đặt cách cho cô nhận huân chương lao động hạng nhì. Trước thông tin này, từ Tổng cục Thể dục Thể thao, người hâm mộ đều đồng loạt hưởng ứng, thậm chí là đề nghị cho cô huân chương hạng nhất. Oanh quá tuyệt vời, sạng xanh đất nước, chắc chắn Chủ tịch nước sẽ đồng ý cho huân chương. Trả lời phỏng vấn khi được người hâm mộ đề nghị trao tặng huân chương, Nguyễn Thị Oanh cho biết: "Thật sự là Oanh không nghĩ mình sẽ được các cấp lãnh đạo và khán giả yêu mến như vậy. Oanh chỉ được chọn thi đấu và Oanh chỉ làm tất cả những gì Oanh có thể." Chia sẻ cảm xúc, Oanh cho biết: "Oanh chưa bao giờ thấy 16 phút lại ngắn ngủi như thế. Sau khi kết thúc phần thi 1.500m, Oanh chỉ có thể lau người bằng khăn lạnh, uống một cốc nước rồi ngay sau đó trở lại phòng đăng ký để chuẩn bị. Trong thời gian đó thì công việc chính của Oanh là di chuyển từ đích đến tới phòng điểm danh, ra sân. Oanh không cho phép bản thân nghĩ ngợi nhiều. Oanh tự nhủ mình còn nhiệm vụ khó khăn và thách thức phía trước, cho nên phải có một thể trạng tâm lý tốt, sức khỏe tốt, ưu tiên cho nội dung tiếp theo", anh cho biết. Trong khi đó, vị huấn luyện viên của Oanh là ông Trần Vạn Sĩ chia sẻ: "Trước thêm SEA Games 3 tháng thì chúng tôi nhận được lịch thi đấu của Oanh tương đối thuận lợi nên đăng ký 4 nội dung. Tới khi diễn ra họp chuyên môn, ban tổ chức lại đội lịch. Và tuy vậy, khi mà chúng tôi chuẩn bị thi đấu chiều ngày 8 tháng 5 thì buổi trưa lại nhận lịch mới, sẽ thi đấu ghép 2 nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật cách nhau 20 phút. Theo quy định, nếu Oanh rút lui không thi đấu nội dung 1.500m hoặc 3.000m vượt chướng ngại vật thì sẽ không được thi đấu nội dung tiếp theo. Cho nên, chúng tôi quyết định cho Oanh thi đấu hai nội dung liền kề nhau. Sau quyết định đó, tôi và Oanh dường như không tiếp xúc với nhiều người và hạn chế lên mạng xã hội để tránh vấn đề tâm lý. Thầy trò chỉ biết ra sân động viên nhau. Thật sự lúc đó tôi chỉ lo lắng cho Oanh, nhưng mà nghị lực của Oanh đã chiến thắng tất cả." Vị huấn luyện viên của Oanh đã xúc động: "Quả thực là nghị lực phi thường của cô gái Việt Nam, câu chuyện truyền cảm hứng cho toàn Đông Nam Á, thậm chí là cả diễn đàn điền kinh thế giới. Không chỉ là vì thành tích, mà đó là cả con đường sự nghiệp hết sức khó khăn của cô. Tôi từng bệnh rất nặng và tưởng chừng như là phải bỏ thể thao. Đó là quãng thời gian khủng hoảng và nhiều suy nghĩ tiêu cực, nhưng may mắn tôi đã có được gia đình và thầy cô bạn bè động viên", Oanh bày tỏ. Vào 2014-2015, khi đó Oanh từng mắc chứng viêm cầu thận và phải chạy chữa rất nhiều. Sau đó đã bệnh tình thuyên giảm và cô gái bé nhỏ đã thật sự quyết tâm thi đấu chinh phục trên các đường chạy. Cứ như thế, SEA Games 2017 tới nay thì Oanh đã tranh tài huy chương vàng tại SEA Games. Nhớ lại những ngày tranh tài thì cô cho biết: "Giả thiết mỗi ngày thi đấu một nội dung thì tôi có thể
bỏ và giành được 4 tấm huy chương vàng. Nhưng giá trị của 4 tấm huy chương vàng đó chắc chắn chưa lớn và chưa tạo cảm xúc như vậy. Sự nghiệt ngã của lịch sử đã trở thành động lực buộc tôi phải thể hiện hết khả năng của mình. Điều này là đáng quý giá nhất mà tôi muốn mang về. Giá trị ấy không kém gì thành tích 4 huy chương vàng mà mình góp mặt tại chung kết. Vì thế đừng bao giờ thấy khó khăn mà hãy cố gắng vượt qua bằng năng lực của mình. Chính vị huấn luyện viên Trần Văn Sĩ, người trực tiếp huấn luyện viên cô gái của chúng ta, thì cũng đã thật sự kinh ngạc và có một niềm tự hào đối với cô. Nghị lực ấy thật đáng trân trọng. Như ở Nguyễn Thị Anh, nếu đã gặp gỡ, mọi người sẽ cảm nhận được chân chạy người Bắc Giang không chỉ là một tuyển thủ khô cứng ở trên đường chạy điền kinh mà đó còn là một con gái rất nữ tính. Cô không ít lần chia sẻ sau mỗi giải đấu, sau mỗi lần đi qua, cô luôn nhìn lại để rút kinh nghiệm. Oanh đã trao đổi cùng với người hâm mộ tại Hà Nội ngày 18 tháng 5. Mỗi ngày tôi tập luyện 2 buổi sáng và 1 chiều, sau đó có thời gian hồi phục và nạp dinh dưỡng cho bản thân. Ngoài chế độ ăn uống thì chúng tôi cũng cần tìm hiểu xem những loại thực phẩm dinh dưỡng nào phù hợp. Tôi không chỉ có thời gian chạy mà rảnh rỗi thì tôi cũng sẽ gặp bạn bè trò chuyện tán ngẫu. Tôi thấy đó là cách tốt nhất để giúp cho bản thân tự tin và yêu đời. Tôi có đam mê về đồ gia dụng và thường xuyên xem đồ gia dụng. Tôi đã mất ngủ và thật sự áp lực trước màn tranh tài vì không biết mình có đạt được huy chương vàng hay không. Tôi rất căng thẳng. Chạy xong, tôi thấy người nhẹ mẫng. Bên ngoài sân, Nguyễn Thị Oanh còn có một con người nghị lực trong học tập. Cuối tháng 12 thì cô chính thức hoàn tất chương trình bảo vệ thành công tấm bằng thạc sĩ về chuyên ngành huấn luyện viên giáo dục thể chất tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Nguyễn Thị Oanh vẫn đã tâm niệm thi đấu chỉ là một thời điểm mà xa hơn phải có tri thức để khi thi đấu thì bản thân cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Hơn 11 năm thi đấu điền kinh chuyên nghiệp, Oanh đã có tất cả những danh hiệu tốt nhất tại Đông Nam Á. Sau SEA Games 32, cô sẽ tiếp tục hành trình chuẩn bị hướng tới kỳ vọng huy chương vàng tại ASEAN 19 2023.